Sammy, bắt lấy này. Tới lượt anh nè. Thôi, tiêu rồi. Tiêu này xây thành cám luôn anh Roger. Chơi ném đi ở nhà đúng là chả hay ho gì. Tụi mình vừa mới tạo ra một mớ bong bong luôn đấy, Sammy ơi. Mau dọn cái này rồi anh sẽ đến cửa hàng để mua món khác thế vào. Chào mọi người, có chuyện gì thế? Hả? Túi đựng đồ trang điểm của tớ, sao lại thế này? Siêu gì, đừng mất bình tĩnh mà. Tai nạn nhỏ nhỏ thôi, anh Roger vừa mới đi tới cửa hàng tức thì luôn. Chắc anh ấy gõ cửa đó. Wow, anh Roger, mấy cái này là gì vậy? Anh mua cho em đó. Anh không tìm thấy đồ trang điểm giống cái em dùng, nhưng em cũng không cần phải trang điểm đúng đâu. Đúng thế, cậu thế này là xinh nhất luôn rồi á. Ồ, hai người này, định tôi không à? Thế giờ để tớ đập hộp mấy cái này luôn nhá. Cho tớ đi cùng với nào. À mà anh Roger, anh biết tụi em để cây lau nhà ở đâu rồi đó, nên là... Cái gì? Sammy? Cả nhà ơi, mau nhìn xem tụi mình có bao nhiêu là hộp đồ chơi hôm nay nè. Yeah, hình như anh Roger cảm thấy có lỗi lắm luôn nên mới mua nhiều đồ tới vậy á. Đúng rồi đó Sammy, mà tớ thấy trong cái mớ bong bong này không thể nào thiếu cậu được. Thế cậu không thấy có lỗi với tớ à? Cái này thì có chứ bộ, thế nên tớ mới giúp cậu đập hộp bất ngờ của vòng đồ trang điểm bất ngờ này nè. Ok, thế thì bắt đầu nào. Nhìn màu sắc lấp lánh quá này cả nhà ơi, tớ mở cái này trước nha. Ui, chúng mình sẽ có hơn 10 sự bất ngờ trong các hộp đồ chơi này á. Và có hơn 15 thỏi son để thu thập nữa nè. Còn đây là hướng dẫn, chúng mình sẽ tìm thấy một thỏi son bóng và phấn mắt bên trong hộp. Sau đó chúng ta sẽ làm slime, rồi thêm đồ trang điểm với hương liệu vào, đỉnh. Để mở cái son khổng lồ này, xem nào, tụi mình phải ấn đáy của nó như thế này nha. Màu bóc tem thôi nào. Wow, nhiều bất ngờ lắm nè mọi người ơi. Chú ơi, mấy cái túi tím này long lánh mộng mơ quá à. Bộ đồ chơi này nhìn đúng chất luôn á. Đúng không cả nhà, mau like nhiệt tình cho xem với nha. Mau xem nè mọi người, chúng mình có 1, 2, 3, 4, những 5 cái túi đó nha. Một cái thìa, một cái son bóng, một bếp slime và vài viên có mùi hương nè. Wow. Không thấy chỉ chừng này túi thì không đủ à chú. Có lẽ có cái gì đó đang ẩn giấu bên trong cây son này hả? Thế thì mau kiểm tra nó thôi. À ha, cây son môi của chúng ta không những bật lên được mà còn tháo ra được luôn nè. Cậu đúng là có khiếu làm thám tử á xem. Hình như cái này là hộp chứa slime á. Mọi người có thể dễ dàng mang slime theo bên mình đến mọi nơi nè. Quá tuyệt. Còn gì bất ngờ nữa không ta? Lấy hết mọi thứ ra nào. Còn đây là hướng dẫn và cả hướng dẫn sưu tập nữa. Để nói cho tớ siêu gì, cậu cứ tiếp tục đập hộp đi nha. Cảm ơn cậu. Háo hức ghê lên đó mọi người. Tớ nghĩ chắc trong cái túi này có một cái son bóng đó. Mở nó ra nhá. Bình tĩnh nào. Tèn tèn tèn. Wow, màu tím đó, độc đáo thật á. Tớ sẽ thử nó lên tay nhá. Wow, lấp lánh cực luôn á. Giờ thì dùng thử phấn mắt nào. Chắc là nó ở đây á. Tớ có cảm giác là nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Đó là một bé gấu trúc đỏ, màu tím có sừng kỳ lân. Chúng mình sẽ mở nó ra và tìm thấy phấn mắt màu tím. Ngạc nhiên thật á. Đến lúc xem hướng dẫn sưu tập rồi này siêu gì. Màu đánh dấu vào cái phấn mắt này đi. Ok, để xem tụi mình có gì đã nào. Con nàng kia rồi. Hình như cô bé này đang nói sức mạnh tím lịm, hô biến. Siêu, ta quyết định giúp cậu một chút. Cái gì á Sammy? Một cái thìa và một cái cốc đo lường này. Chúng mình sẽ cần đến chúng để làm slime đó mọi người. Hơi bị tông sửa tông với cái nắp của cây son luôn đó nha. Và bây giờ chính là giờ chơi slime. Đúng thế Sammy, để chọn slime thì chúng ta sẽ gỡ cái nắp này ra. Rồi lộn ngược cái này và lắp vào ngay tại đây, như thế này. Được rồi, nhớ cẩn thận khi dùng kéo nhé mọi người. Giờ chúng ta sẽ đổ bột slime vào đây nha. Rồi cho thêm 2 phần nước vào. Chỉ cần đổ nước vào cái vạch này của cái cốc đo lường thôi nhá. Đổ nước vào nào. Và thêm một lần nữa. Tèn tèn, quá chuẩn luôn. Để nó lại bằng cái móc chìa khóa rồi lắc đều nào. Lắc đều siêu gì. Sammy lắc luôn. Xong rồi đây. Được rồi, 10 phút nữa tụi mình sẽ kiểm tra bé slime này nhá. Hãy xem nào. Wow, bé slime này đỉnh thật á. Đè, chẳng có gì đặc biệt với tớ cả. Một tên slime trắng nếu nhạt nhòa. Tí nữa thôi Sammy, chúng mình sẽ cho thêm màu sắc vào nó bằng các món đồ trang điểm của chúng ta. Đầu tiên là son bóng nha. Giờ thì lấy cái thìa nhỏ nhỏ ra.
và cho thêm phấn mắt lấp lánh này vào này. Chúng ta phải trộn mọi thứ lên nhá. Được rồi. Yep, nhìn hơi bị ổn luôn. Giờ thì tớ sẽ nhào nó thật kỹ nè. Để làm nó lấp lánh và mịn màng. Đúng rồi cả nhà ơi, slime sẽ hơi dính tay lúc mới đầu, nhưng đừng lo lắng nhá, các bạn cứ nhào nó tiếp là hết á. Giờ nhìn bé slime này bớt nhạt nhòa chưa? Chắc chắn rồi siêu. Cái hộp này còn bảo là ta có thể thêm mùi hương vào á. Tớ có cảm giác chúng ta sẽ cần đến cái túi này. đấy chính là các viên có hương thơm nè. Xem nào. Có một cái hộp nhỏ trong này á, mở nó ra nhé xem. Ok con gà đen. Mùi thơm quá đi. Chúng mình sẽ dùng thìa và cốc đo lường để làm vỡ viên mùi hương này nhá. Hãy cho thêm một viên vào nào. Thế này thì chúng sẽ hòa quyện vào bé slime tốt hơn. Đừng dùng quá nhiều nước nếu mọi người không muốn bé slime nhão nhuét cả da nhờ. Như này là đủ rồi á. Giờ phải cho cái này vào bé slime của chúng ta. Thêm chút nữa nào. Và nhào kỹ cái này một lần nữa nào cả nhà yêu ơi. Mùi hương thơm lắm luôn á. Tớ thích nó. Wow. Được rồi, bé slime này xong rồi đây. Tiếp theo đến cái gì nào Sammy? Tớ thích hai màu này lắm luôn đó Shu. Tớ không chọn được cái nào luôn á. Không sao đâu Sam. Thế thì chúng ta sẽ mở chúng cùng lúc. Cả nhà ơi, giờ thì tụi mình chắc chắn rằng màu sắc của son môi cũng chính là màu của cái thìa trong bộ đồ chơi luôn á. Thích thật. Shu Jin, cậu có ngại cho mọi người thấy bộ trang điểm tụi mình vừa có không? Tất nhiên là không ngại rồi thưa ngài slime cụ non. đây là một cái son bóng màu vàng này. Thế còn phấn mắt thì sao ta? Một chú gấu xinh xắn dễ thương có sừng kỳ lân này. Chúng mình mở nó ra nhé. Đây là phấn mắt màu vàng mật ong. Hợp lý cực luôn vì gấu là loại nổi tiếng yêu thích mật ong mà. Và trong cái son màu đỏ chúng ta sẽ tìm thấy cây son bóng màu ngọc lam đó. Thích quá đi. Mà quay lại về phấn mắt nào. Cùng gặp cô bé gấu trúc cute này đi mọi người. Cô bé đang giấu màu phấn mắt màu xanh ngọc này. Đánh dấu chúng vào đi, siêu gì? Ok, Sammy. Chờ chờ để xem nào. Chúng mình đã có bé gấu trúc, trúc xanh, loại thường. Còn ngọt ngào như mật. Bé này thì là loại hiếm ạ. Đây là siêu gì ơi. Tôi đã mở nó ra và trộn nó lại cho cậu luôn rồi ạ. Hôm nay sao mà cậu tích cực quá vậy? Ok, lần này hãy làm quy trình khác một tí nhé mọi người. Thêm tất cả các thành phần vào luôn nhá. Một chút phấn mắt vào nè. Hấp. Màu xanh ngọc này. Rồi tới màu mật ong nè. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi đấy Siêu. Viên hương từ cây son màu hồng tím này có mùi quýt này Siêu. Cơ mà mùi này thì tớ không xác định được. Tại sao thế? Mùi như mùi quế á. Ngửi xong coi tớ thèm ăn bánh mì cuộn hương quế ghê luôn á. Viên hương quýt đến đây. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm một công việc hơi bẩn bẹ thôi. Đúng thế, vì slime thì dính tay mà. Siêu, đừng quên cái này nữa. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ tóm tắt lại cho mọi người biết nha. Chúng mình đã có một chú gấu trong cây son màu hồng tím và một bé cáo trong cây son màu đỏ này. Wow, nào Sammy ơi, mang phần còn lại ra đây cho tớ trong khi tớ đang giở tay làm nốt nè. Mát ghê ta. Sammy làm cái này, Sammy làm cái kia. Bè. Mới đẹp hộp có một nửa thôi mà tao thấy mệt quá. Thế thì cậu đi nghỉ ngơi chút đi. Cả nhà mau mau ấn nút like để cổ vũ Sammy nào. Dạ, yeah, đăng ký kênh cũng cổ vũ được tớ cả nhà ơi. Được rồi, chúng ta có cây son màu xanh lá, màu ngọc lam và màu xanh dương nè. Phải mở ngay ra mới được, dùng tí phép thuật nhá. Wow, nhiều món đồ hay ho lắm nè. Còn tớ sẽ dùng phép thuật của mình để chọn slime nhá. Mau nhìn lại mọi người ơi, tất cả các bé slime xong luôn rồi á. Chúng ta chỉ cần trang trí chúng thôi á. Một cây son bóng màu xanh biển nè. Muốn đi biển chơi quá. Thôi xem luôn hộp phấn mắt này. Một bé chuột dễ thương quá đi. Bên trong à. Phấn mắt màu xanh biển luôn ạ. Xinh xỉu luôn. Siêu, lần này để tớ lo phần các viên hương nha. Ok luôn Sammy.
Trong lúc đó thì tớ sẽ bóc bộ đồ chơi màu ngọc lam này nhé cả nhà ơi. Xem cái thìa này đi. Xem đi có chuyện gì xảy ra với cậu thế. Tớ đã xem anh vớt chơi để xem thử anh ấy dọn dẹp sao. Trời đất quỷ thần ơi, anh ấy chưa dọn xong luôn. Chắc thì nữa là xong mà. Cậu mau xem bé báo đốm dễ thương này đi Sammy. Mở nó ra nhá. Màu này đẹp xỉu luôn nè. Nó làm tớ nhớ đến bãi cỏ vào mùa xuân á. Chú đã làm vỡ hết các viên hương rồi nè. Mau xem nè, cái này có mùi giống biển lắm á. Còn mấy cái này màu chanh nè. Cơ mà cái này thì tớ vẫn chưa biết mùi gì luôn. Để tớ ngửi xem nào. Hay thật đấy, mùi giống mùi cắm thảo á. Ủa mà tụi mình vẫn cần phải xem cái màu xanh trước nè. À, xem đám mây rông này có cái sừng này mọi người ơi. Mở nó ra nhá. Màu này quá đỉnh luôn nè. Chú, anh Roger chắc cũng được đập hộp chứ hả? Ý hay đó Sammy ơi. Yay, tớ sẽ bày cho anh ấy mọi thứ luôn. Cơ mà tớ nghĩ tới một chuyện cả nhà. Dù toàn bộ đồ chơi hôm nay tuyệt vời cực, nhưng các món trang điểm của tớ lại không đủ. Sao tớ không giữ son môi này cho mình và chọn màu phấn mắt nào đây nhỉ? Cái này, tớ thích nó nhất. Giờ thì bắt đầu được rồi, lên luôn. Đánh dấu mọi thứ vào nhé, chúng mình đã có tìm kiếm giấc mơ, mây trời bành bông và chức chít. Vừa kịp lúc luôn nè. Wow mọi người ơi, mau xem mấy hộp phấn mắt dễ thương này đi. Đây là một mặt trời vui nhộn cùng cầu vồng nè. Còn cái này nhìn giống như quả dứa vậy á. Cù tè thật á. Quả táo hơi bị ngon và mọi thứ đều từ cầu vồng nè. Anh Roger mở một cái túi son mà không thèm chờ tớ luôn. Nên giờ tớ không biết ai trong bộ nào luôn á. Không sao đâu Simi. Cả hai đều trông vừa đẹp vừa lấp lánh mà. Yêu quá đi mất. Chúng mình cũng tìm được. Tớ quên mang vào đây rồi. Tớ sẽ dùng phép thuật để cho cậu thấy. Tớ nhanh hơn cả gió đấy nha. Wow mọi người ơi, mau xem các bé cute này đi. Chúng mình có một bé slime dâu này. Còn cái này thì sao? Nó có mùi giống chanh á. Buổi tập hộp hôm nay đúng là đã cực kỳ luôn. Quá đỉnh. Anh Roger, em nghe nói anh thích mấy bộ đồ chơi này hả? Su, anh không biết mấy món đồ trang điểm này còn tạo ra các bé slime được á. Chứ còn gì nữa đó, chứ biết cả nếu anh muốn biết thêm về slime thì hỏi em nha. Anh biết mà, Sammy. Vẫn còn nhiều nhân vật nữa để hoàn thành bộ sưu tập này đó cả nhà ơi. Có lẽ chúng mình nên làm hàng đồ trang điểm của cậu ấy thường xuyên hơn đấy nhở. Thôi cho tôi xin thôi, bạn ơi. Thôi cho tôi xin bạn ơi. Mày trễ thì chả bao giờ biết khi nào tôi đang đùa nữa. Bye bye cả nhà.